Em Tuấn HD, xe đạp thể thao, xin chào tất cả các bác. Trong buổi chiều nay thì em mới về được một cặp bánh nhôm chính hãng của Campa, một thương hiệu rất nổi tiếng của Italy các bác nhé. Cái phân khúc này thì em bán cũng rất là nhiều và các anh em ở Việt Nam bán cũng khá là nhiều rồi. Và đặc biệt là cái dòng bánh này thì các bác đang rất là chuộng, đó là dòng Campa Sirocco 35. 35 là cái thông số chiều cao của cặp bánh các bác nhé, 35 mm, tức là 3 phân rưỡi. Đây, cái bản vành này là cao 3 phân rưỡi này. Bánh này bánh mới các bác nhá, bánh mới 100%, nguyên tem mác nhá, tem mác đây. Và cái ti bật của nó cũng là ti bật mới luôn, chưa dùng luôn các bác nhá. Đấy, ti bật thì còn nguyên tem, chưa dùng, chưa bóc. Đấy, ti chính hãng của Campa kèm theo. Đây là giấy tờ mua bán của nó ở bên Nhật này. Hàng này thì em mua từ bên Nhật về, hàng bánh mới 100% các bác nhá. Chỉ có duy nhất một cặp thôi và thực ra là cái đời này nếu mà kiếm bánh mới này cũng khá là hiếm. Bánh này nếu mà lướt thì các bác mua phải tầm khoảng 7-8 triệu tùy hình thức các bác nhé. Nếu mà đẹp của nó thì chắc chắn là sẽ hơn rồi. Còn đây cặp này thì là mới 100% nên là cũng không bàn về hình thức mà chỉ quan trọng là cái tầm tài chính của các bác có phù hợp hay không thôi. Nhưng mà giá của nó thì cũng rất là dễ chịu các bác nhé. Giá thì em báo công khai luôn chứ cũng không có giấu giếm gì đâu. Đấy, hàng mới 100%. Dòng này thì là sử dụng vỏ ruột các bác nhé. Vỏ ruột tức là dùng xăm lốp. Đấy, xăm lốp này, tức là gọi là clincher, bánh dùng xăm lốp, dòng Campa Sirocco Mega G3. Cái Mega G3 này tức là cái phần bánh sau nhé các bác nhé. Mega G3 tức là bánh sau của nó là sẽ đi phối 3 cây căm như này, 3 cây căm hỗ trợ vào chung một điểm như này. Đó, người ta gọi là Mega G3. G3 là viết tắt của group ấy. Group 3 tức là nó nhóm 3 cây căm vào một điểm. Cái bên mà có cối líp thì nó sẽ có 2 cây. Đấy, còn bên không cối líp thì nó chỉ 1 cây thôi. Bởi vì cái bên cối líp này là nó sẽ chịu chịu lực các bác nhé, chịu lực nhiều. Cái lực truyền động của nó sẽ chịu chủ yếu là cái bên cối líp này. Khi mà các bác gắn líp vào, khi mà các đạp líp nó quay thì cái bên này nó chịu lực nhiều hơn thì nó sẽ gia cường thêm. Nó sẽ gia cường thêm 2 cây căm ở bên này các bác nhé. Bên kia thì chỉ 1 cây thôi. Đó, đó là công nghệ Mega G3. Mã thắng thì nó là bánh mới rồi, nên các bác có thể thấy là nó đẹp, không có dấu vết gì nhé, chưa có sử dụng. Tem Sirocco này, em sẽ quay một vòng chi tiết nhé. Tem Sirocco và các thần má phanh, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình. Không có tí vết gì. Dòng này cái bản hông của nó là hông 15C nha các bác. Hông 15C. Đây là tem Campa, Campanolo. Cối líp là cối líp 11 nha các bác nhé. Cối 11 thì các bác có thể lắp được líp 8, líp 9, líp 10, líp 11 đều ok. Đối với Shimano thì lắp được cả 12 nha các bác nhé. Đó, 8, 9, 10, 11 đều ok nha các bác. Và em lưu ý luôn các bác là khi mà một cặp bánh mới ấy, thì cối líp của nó, cái dòng Campa Sirocco này thực ra cái cối líp của nó kêu rất là lớn. Lớn là do cái con cá bên trong này các bác nhé. Cái bên trong này nếu mà nó mình bỏ bớt nhựa mỡ, bỏ bớt mỡ ở trong cái phần cối này đi thì nó kêu rất là lớn luôn. Nhưng mà cái bánh này là cái bánh mới, trong cối này nó rất là nhiều dầu mỡ ở bên trong, người ta tra sẵn dầu nhựa bên trong nên là cái tiếng cối của nó kêu không được to lắm đâu các bác nhá. Đây này, đó, đây là cái tiếng cối líp mà cái bánh mới nó kêu. Bác nào mà muốn kêu to hơn thì em sẽ có cách, em sẽ lau bớt dầu ở trong này đi thì nó sẽ kêu to thôi. Đấy, bác nào thích kêu to thì em sẽ lau đi nhá. Còn nếu mà thích nguyên bản nó như thế này thì em sẽ để nguyên. Cái phần chính giữa đùm thì nó sẽ có biểu tượng Gamma đây này, biểu tượng hình cánh chim ở cái phần đùm kia. Đấy. Đây là mặt phía bên đối diện cối líp các bác nhá. Đối diện cối líp này, mã thắng này. Nói chung là chưa chạy nên là cái phần má của nó không có vết gì. Tem mác thì cũng không có trầy chóc gì các bác nhá. Cặp này vận chuyển về thì nói chung là an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối nên là cái tem của nó cũng không có bị trầy xước, không có trầy xước gì đâu. Đây là mã code của sản phẩm nhé, mã QR này và mã số này, cái bánh chính hãng thương hiệu của Italy, Sirocco 35. Và đây là bánh trước các bạn, bánh trước đây nhá, bạc đạn nó rất là mượt, bánh trước bạc đạn, bánh sau bạc đạn. Đấy, tem này, tem chứng nhận chính hãng này, tem chính hãng 100%. Đây nó viết là kiểu là kiểm soát chất lượng bằng thủ công ấy các bác nhá, kiểm soát chất lượng thủ công tức là khi mà cái bánh nó sản xuất ra thì người ta sẽ
sẽ kiểm tra, người sẽ kiểm tra từng cặp một, kiểm tra thủ công từng cặp một để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho cặp bánh trước khi mà xuất xưởng ra thị trường. Đây là tem của nhà sản xuất, tem Campa này, tem chính hãng nha các bạn nhé. Đây là những cái bước test mà khi mà cặp bánh người ta xuất ra thị trường, người ta sẽ có những cái bước test đây này. Cái này tiếng Anh em đọc hơi kém, nhưng mà đây kiểu là những cái kiểm định chất lượng cuối cùng trước khi xuất bán ra thị trường nhé. Test căm này, test những cây nan hoa này, cây căm này, test hấp này, hấp centering này. Nói chung là đây nó có những cái dấu tích này, 1 2 3 4 5, 5 cái tích này là tích là ok, là chất lượng đã được kiểm tra trước khi xuất xưởng nhé. Đây, người chữ ký của cái người mà build ra cái cả bánh này có chữ ký nhé. Đây tất cả đây là người ta kiểm tra thủ công nên là đấy, kiểm tra thủ công. Đấy, tem này có chữ ký của người kiểm tra nhé. Đây là bánh trước. Đấy, các bác nhìn má đây nhé, chưa sử dụng. Nói chung là không một vết xước nào. Cặp này em bán là 10 triệu rưỡi các bác nhé, 10 triệu 500 bao ship. Cặp này các bác mua thì nói chung là không phải bàn về hình thức nữa rồi. Hình thức thì nó đẹp, đẹp 100% rồi. Không có điểm trừ nha các bác nhé, không có nhưng. Đấy, hông 15C, bánh sử dụng vỏ ruột rời. Đây, mã vạch, mã cốt này. Bánh sử dụng vỏ ruột rời, tức là dùng xăm lốp. 10 triệu 500 là em bao ship tận nơi cho bác rồi. Và giá em đã báo công khai thì là không bớt đâu nhé. Đã báo công khai giá thì là không bớt đâu. Các bác quan tâm thì alo cho em Tuấn ạ. Số điện thoại của em đây, 0888 391 như thế này. Em nhận bao ship toàn quốc 10 triệu 500. Cả bánh Sirocco 35, hàng chính hãng của Campa. Xin chào mọi người nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào.